mẹ mình xuất hiện trước mặt mình. Cho đến khi vợ cậu đi đằng sau tới hỏi: "Đâu, bà lão ăn bình sinh nào vào nhà làm cho con tôi sợ." Cậu lấy tất cả bình sinh chỉ về phía bà lão: "Ê, bà lão ăn xin kia, tại sao bà tới đây làm cho con tôi sợ, làm cho tôi đau khổ? Bà cút đi, cút đi, cút đi." Bà không cút đi, mà bà bước từng bước tới trước mặt của cậu. Bà không khóc, mà nước mắt cứ chảy: "Thưa cậu, tôi xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi cậu vì tôi đi lộn nhà, làm cho con cậu sợ, làm cho cậu đau khổ, phải không hả? Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng tôi không phải là người ăn xin. Tôi không phải là người ăn xin." Rồi bà òa lên khóc nức nở và quay về. 2 năm sau, cậu nhận được thư mời họp lớp á. Cậu hạnh phúc lắm, không phải vì về thăm mẹ.